Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay giới thiệu với anh em một cây gỗ cực kỳ siêu to khổng lồ mới về đây này. Giới thiệu mọi người, đây là cây Hưng Vân và có đường kính là 2m4 và chiều dài là 6m5. Cây này là siêu to khổng lồ luôn. Mọi người cứ tưởng tượng giống như là một con khủng long bạo chúa đang sắp xuống xích. Đang nằm trên xe đây. Anh em đang tháo xích để chuẩn bị đưa xuống. Xin chào Nguyễn Như Tới nha. Xin chào Thắng Phú. Đây là trường quay trực tiếp. Đây là lái xe đang tháo xích. Một khủng long bạo chúa chuyến từ nước ngoài về. Nguyễn Như Tới, nhất Việt Nam không anh? Cây này thì so với Việt Nam thì còn nhiều cây to, nhưng mà so với khu vực miền Bắc thì cây này là số 1 rồi. Lùi lại tí nữa em. 2m, 2m. Chuẩn bị tháo xích. Mạng vẫn chạy chậm, còn loát hơn nên không nữa. Này, lùi xong đóng chống chân này. Anh Ban, lùi xong cắt gỗ mới tâm đóng chống chân này. Chỗ này xuống dày đây. Mà lùi xe tí nữa, lùi chưa? Chưa, bây giờ. Chưa, giờ mới lùi. Xin chào Ninh Văn Thuận nha. Xin chào Ngọc TV. Đấy đi. Đấy 2m nữa. Thôi thôi. Xin chào Tính Nguyễn nha. Cây này là xé ra làm phán ngựa như anh Tính Nguyễn nha. Đây. Xin chào Đình Huy Buôn Đôn nha. Sợ lắm. Xin chào Thành Luân. Xin chào Phong Mỹ Nghệ nha. Xin chào Lê Đạo. Xin chào Nguyễn Hải nha. Cây này đường kính là 2m4 và chiều dài là 6m5 nha. Cây này là gỗ Hưng Vân. Ngọc anh ở Thanh Hóa nha. Cơ sở 2 là ngay đường tránh cầu Sông Tàu của tỉnh Thanh Hóa. Mọi người cứ đến tỉnh Thanh Hóa thì cứ đến ngay cầu Sông Tàu, với cầu Sông Tàu là công ty ngay cờ trên cầu luôn nha. Xin chào Hà Nguyễn. Cây này là gỗ hương nước ngoài. Xin chào Huân Tuấn nha. Đây là gỗ Hương Vân. Cắn hôm nay đi lấy cửa sẵn này, tôi cũng thành lên cửa sẵn này. Đứng mẹ gần đốt cái thằng bụi cường, mẹ đánh mua đốt luôn, đánh chơi chơi hồng nè. Đạo mãi. Xin chào Nguyễn Mạnh Cường nha. Xin chào Giang Vũ. Cây Giang Vũ đây là, nói chung là nói về miền Nam thì còn nhiều cây to, nhưng mà khu vực miền Bắc là cũng là nhất rồi. Xin chào Nguyễn Anh Tuấn. Xin chào Quang Sáu Nguyễn. Xin chào Thống Đồ Gỗ nha. Xin chào
50 phân. Xin chào Trung Hải, Trung Kim. Ngoài 50 phân nữa. À. Anh em đang chuẩn bị để đưa con khủng long xuống dưới đất. Ngoài 50 phân nữa. Đây. Đây, quay sát cho mọi người xem. Xin chào Quyền Điện Tử. Thì cây này anh em mua về là chỉ có xẻ chiếu ngựa mà. Xin chào Nguyễn Trung Hiếu. Xin chào Tống Văn Duẩn nha. Nói chung là mặt hàng của công ty thì mặt hàng nào cũng có, gỗ nào cũng có, giá từ bình dân đến loại VIP có hết. Nếu anh em có nhu cầu cứ comment ngay trực tiếp vào số điện thoại. Xin chào Trần Anh Trung nha. Xin chào nhà cô Tâm Việt. Cây gì vậy? Cô Tâm Việt, đây là cây gỗ Hưng Vân. Nói chung là cây, xin chào Thành Phan nha. Cây này anh em mới thuê một chuyến máy bay từ nước ngoài về. Nhưng mà bây giờ dịch cúm gia cầm thì dịch cúm Covid thì giá máy bay anh cũng rẻ mà. Xin chào Giang Vũ nha. Xin chào Giang Vũ ở Bím Sơn. Nói chung là công ty là ngay như tỉnh Thanh Hóa và nằm trong huyện Hoàng Hóa nha, ngoài Bím Sơn không phải đâu. Ngọc Net TV. Cây này là đường kính là 2m4 nha. Nguyễn Mạnh Cường vành bao nhiêu? Xin chào Nguyễn Cường. Xin chào Huân Trần nha. Nói chung là bạn mà có nhu cầu về phản ngựa thì cứ trực tiếp comment ngay trực tiếp vào số điện thoại của công ty ạ. Xin chào Nguyễn Toàn Nguyễn nha. Nói chung công ty thì gỗ gì cũng có. Xin chào Hai Lúa nha. Xin chào gỗ Hà Phương. Nói chung là nếu Hai Lúa mà có nhu cầu về phản ngựa thì cứ trực tiếp comment ngay trực tiếp vào số điện thoại, vào Facebook nha. Xin chào Thông Trần. Xin chào Trần Việt nha. Xin chào Lê Minh. Đây là gỗ Hưng Vân. Xin chào Tèo Tíu nha. Cũng quá. Xin chào Văn Thành. Nhắm Muồng Điên Không. Xin chào Nguyễn Đào nha. Nhà mình có gỗ Muồng Điên Không. Đây là làm đồ cao cấp nên không có gỗ đó nha. Xin chào Mỹ Nghị Võ Sơn. Đây là không phải là voi rừng mà đây là khủng long bạo chúa luôn. Xin chào quý Olivia nha. Đây là hắn đang nằm ở như Việt Nam thì đây là hàng Việt Nam rồi. Chỗ này. Xin chào Thành Phan nha. Xin chào Huy Yên. Thì bây giờ là đang hiện tại đang nằm ở như đất Việt Nam thì đây là hàng Việt chứ còn gì nữa. Anh đang mang lên đây đâu.
Xin chào Thanh Nguyễn. Xin chào Thuật Mô Tô nhá. Xin chào anh Thuận. Xin chào Cường Phạm. Xin chào Cường Phạm nha, đây là gỗ Hương Vân nhá. Và có đường kính là 2m4 và chiều dài là 6m5. Xin chào Huân Trần. Xin chào Điện Máy Đức Loan nha. Đây là gỗ Hưng Vân nha. Em mở bát trăm củ ca ca. Xin chào Vương Đặng nha. Cây này chưa có lịch đi xỉa. Hôm nào mà xỉa thì cũng quay trực tiếp cho mọi người xem nha. Xin chào Trương Quang Nhân. Xin chào Khoai Vũ nha. Thì cây này mua về chỉ có làm chiếu ngựa thôi. Đây lên trực tiếp cho mọi người xem. Ôi dạ. Xin chào Quyết Trần Quang. Xin chào Duy Đô nha. Xin chào Đồ Gỗ. Cây này xé ra thì quá đẳng cấp rồi. Xin chào Lương Trọng Thắng. Nói chung là khu vực miền Bắc thì cây này là đứng thứ nhì rồi. Còn một cây nữa. Xin chào Tèo Tiếu nha. Cây này chưa lên giá sàn nên chưa biết được giá nha. Nếu Tèo Tiếu mà có thích thú với phản ngựa thì cứ comment ngay trực tiếp vào số điện thoại của công ty ạ. Xin chào Phạm Quý. Xin chào Bính Đồ Gỗ Toàn Thành. Xin chào Duy Đô nha. Địa chỉ của công ty là đường tránh cầu sông Tàu của tỉnh Thanh Hóa nha. Đây là giới thiệu mọi người, đây là công ty, đây là chỗ xẻ gỗ. Xin chào Văn Chín. Chào Tú Nổ nha. Xin chào Hồng Đức Đô nha. Xin chào Thúy Dính Dĩ Huân. Đây là gỗ Hưng Vân nha. Xin chào Phúc Lưu. Chào Cao Tuấn nha. Giá thì chưa biết bạn nha. Nếu bạn có nhu cầu về phán ngựa thì cứ comment ngay trực tiếp vào số điện thoại của công ty. Xin chào Tính Tâm nha. Cây này nếu mà vanh thì khoảng hơn 8m. Xin chào Trường Nguyễn. Gỗ này thì gỗ bây giờ đang nằm Việt Nam thì là gỗ Việt Nam rồi.
Xin chào Bình Minh Phương Đông. Xin chào Đậu Văn Tính nha. Đây, đang đứng mà giơ một bàn tay còn chưa lên đến nơi. Đây, anh em đang chuẩn bị để đưa khủng long bảo chúa xuống dưới đất. Xin chào Linh Trần Văn. Và giới thiệu với mọi người, đây là địa chỉ của công ty là ngay đường tránh cầu sông Tàu, tỉnh Thanh Hóa. Xin chào Bùi Hải nha. Thì bây giờ là xé ra thì công ty làm hoàn chỉnh từ anh Z luôn mà. Mọi người chỉ việc mua thôi. Xin chào Thúa Rừng. Xin chào Trường Nguyễn nha. Khi nào cây này bắt đầu anh em xé thì cũng quay trực tiếp cho mọi người xem mà. Nên mọi người yên tâm. Xin chào gỗ cao cấp Quốc Tuấn. Xin chào Trần Việt. Hải Bùi. Nhà công ty làm thì từ A đến Z luôn. Hải Bùi. Xin chào Dương Huế nha. Cây này là gỗ Hương Vân nha. Đường kính là 2m4 và chiều dài là 6m5. Xin chào Vũ Huy Vũ nha. Chào Đậu Văn Tính. Cây này thì có khủng rồi. Xin chào Nguyễn Thị Lanh. Đây, anh em đang chuẩn bị để đưa khủng long bảo chúa xuống dưới đất. Này. Nói chung công ty thì không có điều kiện gì ngoài điều kiện là rất nhiều gỗ và rất lắm xe. Xin chào nghệ nhân Tòa He nha. Xin chào Minh Dương. Nói chung hàng này là hàng đẳng cấp rồi, hàng khủng. Nếu gia đình nào mà có nhu cầu mua phán ngựa này thì quá đẳng cấp. Quá khủng rồi. Xin chào Nguyễn Đạt nha. Xin chào Nguyễn Giáp. Xin chào Trần Trọng Hiếu. Xin chào Năm Lô nhá. À Năm Lê. Xin chào Dưới Khúc. Cây này là vanh hơn 8 mét nha. Xin chào Trần Trọng Hiếu. Cây này thì người ta chỉ xẻ ra làm phán ngựa thôi, chứ làm nhà gỗ thì hơi phí.
Xin chào Sướng Mai Ngọc Linh nhá. Chưa định giá. Xin chào đồ gỗ Lâu Thủy. Xin chào Quốc Tâm Trương nhá. Cây này là cây Hương Vân. Xin chào Lê Bình nhá. Xin chào anh Bình Chấm. Xin chào Phan Trình nhá. Hàng của Đại Lợi. Cây này là hàng của Hoàng Anh Tín. Xin chào Vi Năm Lan Rừng nhá. Nói chung là Vin Nam Lan Rừng mà nếu có nhu cầu thì cứ trực tiếp comment ngay trực tiếp vào số điện thoại của công ty ạ. Xin chào Minh Dũng nha. Xin chào Nam Lê. Xin chào Minh Dương nha. Hơi một bộ chiếu. Nói chung là còn Minh Dương nếu mà bạn có nhu cầu thì cứ comment trực tiếp vào số điện thoại của công ty. Bạn còn kích thước nhưng mà còn bạn còn phải đặt gỗ gì nữa. Xin chào Xuyến Lê nha. Xin chào Quốc Tâm Trương. Xin cảm ơn Quốc Tâm Trương nha. Mua. Xin chào Tuấn Nguyễn nha. Đây là gỗ Hương Vân nha. Xin chào Mất Trí Nhớ. Cây này thì có VIP rồi. Xin chào Trần Tuyên. Chào Bích Tâm.